Ta sẽ kiếm người hiện tại cho con. La, vua hùng kém rể. Bình trợ cho anh nhé. Ngươi chịu thế thế à? Hey, cặp đấu tiếp theo. Ngươi chịu thua đi. Mỹ nương là của ta. Một hôm có hai người cùng vào cung xin thi tài, một người xưng là Sơn Tinh, một người xưng là Thủy Tinh. Bẩm vương, thần xin được thi tài. Xin được thi tài ạ. Được rồi, hai người vào đấu đi. Thủy Tinh ở mãi tận miền biển Đông, vội ra oai gây sấm sét đùng đùng, mây tuôn gió thổi, bốn bề biển nước mênh mông, trời đất tối tăm. Cả một vùng đất rung chuyển, thật là rùng rợn. Đến lượt Sơn Tinh ở vùng núi Ba Vì trổ tài. Sơn Tinh vẫy tay hóa phép rời núi, chất những hòn đá tảng thành đống, chống lại trận nước dâng của Thủy Tinh. Hỡi đá lớn, hãy chặn dòng nước kia lại cho ta. Sơn Tinh giơ cây gậy thần chỉ bốn phương, lập tức cảnh vật trở lại bình thường. Bầu trời trong xanh sóng lặng, dựng núi lên, cây cỏ xanh tươi, chim muông trở lại ca hát. Vua Hùng thấy cả hai đều tài giỏi, nên không biết gả con gái cho ai, bèn phán rằng: ngày mai, nếu ai đem đồ sính lễ đến đây trước, 100 ván cơm nếp, 200 tẹp bánh trưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao thì được rước dâu về. Sau khi nghe vua Hùng nói, Sơn Tinh và Thủy Tinh về ra sức chuẩn bị các lễ vật mà vua Hùng yêu cầu, để có thể mang đến sớm nhất. Trong lúc đó, Thủy Tinh cũng đang ra sức chuẩn bị lễ vật. Không biết ai sẽ là người đến trước nhỉ? Các bé ơi, mình cùng đón chờ ở phần 2 nhé!